Thời gian gần đây, tại thành phố Đà Nẵng liên tục xảy ra hiện tượng mạo danh cảnh sát giao thông thành phố và gọi điện thông báo vi phạm giao thông, buộc người vi phạm phải cung cấp thông tin cá nhân cũng như nộp phạt qua tài khoản, từ đó dẫn dụ người dân vào những bẫy lừa để chiếm đoạt tài sản. Trước tình trạng trên, Công an thành phố Đà Nẵng đã phải phát đi những cảnh báo, đề nghị người dân cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo này. Cho đến bây giờ, chị Lê Thị Thanh Hằng trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vẫn nhớ như in sự việc khi chị nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ thông báo về việc phương tiện của chị bị phạt nguội. Bằng sự tỉnh táo của mình, chị Hằng đã không cung cấp thông tin cũng như nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Mình còn nghĩ là bên phía công an mỗi lần làm việc thì chẳng ai mà làm việc qua điện thoại. Cho nên là bắt đầu mình cắt điện thoại xong thì mình gọi bên phòng mình nói cảnh sát giao thông, mình hỏi. Mình kêu là có số điện thoại này gọi đến với trường hợp như vậy đó thì có đúng hay không? Thì phía bên cảnh sát giao thông là phòng cảnh sát giao thông thông báo với mình là không có trường hợp như thế này. Số điện thoại này là số điện thoại lừa đảo. Theo phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Đà Nẵng, tất cả các trường hợp phạt nguội đều được đơn vị gửi thông báo bằng văn bản cho chủ phương tiện qua đường bưu điện. Đơn vị hoàn toàn không cử cán bộ gọi điện thông báo trực tiếp cho từng trường hợp vi phạm. Ngoài việc thông báo bằng văn bản chính thức, tất cả những lỗi vi phạm được hệ thống camera giám sát giao thông ghi lại và đưa công khai trên các trang thông tin điện tử chính thống để người vi phạm dễ dàng tra cứu. Phòng cảnh sát giao thông không bao giờ gọi điện cho người dân để mà thông báo các hành vi phạm. Cho nên người dân khi mà nghe những cái đối tượng mà gọi điện tới thì kịp thời cung cấp số điện thoại của cho công an chức năng để mà kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng này. Qua đây thì cũng đề nghị người dân cũng nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo hiện nay. Trước tình trạng đối tượng xấu giả danh cảnh sát giao thông lợi dụng phạt nguội để lừa đảo có xu hướng gia tăng trên địa bàn, Công an thành phố Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền cho bất kỳ ai, đồng thời liên hệ cho lực lượng chức năng để có hướng giải quyết, xử lý kịp thời.